Không cấm thì người ta vẫn đang đi rồi. Em làm rõ ràng như thế không ăn gì. Dậy, bắt mình đi. Mập mờ mờ thế để bị ăn chứ. Và cuối cùng những cái xe này nó không có biển số rồi nó đi linh tinh. Thì người ta vẫn chống đối lại chính quyền. Nó thấy đối xử của người ta quá chán. Mà cái xe của người ta. Những người có công ấy thì người ta bị đối xử tàn tệ, còn những người mà có ra vật họ lại người nào cũng vào trải qua cuộc chiến quá là vất vả, quá là nguy hiểm, bị đào về luôn. Người đi mà họ về bị đốt thì bị mất giấy tờ thì có được hưởng gì đâu. Tìm được con người người ta sống, người ta biết chính những cái ông thương binh này, ông sẽ phát hiện ra ông nào không phải thương binh là ông bị kiện. Tiền lái taxi, chính phủ nó chẳng làm gì cả, chỉ cần làm mỗi ưu tiên cho người già để lái taxi người trẻ không, thế là tự nhiên người già có việc. Chính sách nó rất đơn giản, khi nó mất được bao nhiêu người già anh có cấm gì được đâu, cùng xe nó vẫn chạy đầy đường, mà nó làm hỏng hết cả, xe nó không chuẩn. Xe thì đẹp, xe thì to, xe thì nhỏ, bây giờ mình phải kiểm tra cho nó đạt tiêu chuẩn. Nó phải đi kiểm tra định kỳ, nó phải dán mác đầy đủ. Tên ông này là thương binh, tên là gì, ở chiến trường nào, loại mấy.
ảnh miễn phí rất là đàng hoàng. Sau đó thì hãy mọi người ưu tiên sử dụng gọi điện để cho ông có việc làm. Thế là mọi người là có việc là gọi điện cho ông, là ủng hộ ông hay. Mà ông ấy trở nên cái cười nó cũng tốt, không có điên khùng nữa, phản ứng trở lại nữa. Bây giờ xe nó đã như này là mình chỉ có xe rất đẹp, có xe rất là chưa có, gọi là 27 tháng 7 đúng không? Vì nó không được phép đăng ký hoạt động ấy cho nên.